Wow. Ôi cha ơi. Đúng rồi. Thôi con xuống luôn lụm đi. Xuống lụm đi. Rồi tao cho nó đúng chút. I'm sitting to you. Hả? I'm sitting. Rồi, bye ba. Qua đây con chay nè. Okay, come in here for one second. Can't you believe that? Ôi giời. So funny. I don't understand. But... Will you look, come. Trời ơi, ba nó chưa nhận ra sự việc nữa. Honey, that's gonna break. Yeah. That side always breaks. I had to install it this morning. If you get in there, you're gonna hurt yourself. Con nói mẹ nói con mà nó mà gãy á. Shoved right up your. Rồi, okay. Take her out. Get out of there, honey. You're gonna break that easily. Được đời ông phá ghê hồn thiệt cái chứ. Cua cái gì mà cua tao đập cho bây giờ chứ cua. Thấy chưa? Coi chừng đừng có bình bông, bể bình bông nha. Rồi, cứ lục lùi đi. Quẹo luôn đi, chạy nó khỏi thục khỏi lùi gì đó. Rồi, sẵn luôn, lên luôn bạn ơi. Lên luôn người ơi. Đi về, tại vì ba chay đang học bài á. Nên là Ngọc nghỉ đây, ê, coi đừng đụng xe người ta. Nên là Ngọc nghĩ đây sẽ là một cái cơ hội tốt để Ngọc với chay đi. Để cho ba nó nhà học bài chay yên tĩnh, xong rồi mình đi công việc rồi về. Quẹo lửa Lan ơi, ê, quẹo lửa. Không được đi ra đó. Con chay này nó lì dễ sợ luôn, có chưa thấy ai lì như nó luôn. Nó đâu rồi? Trời đất ơi, chắc tao đập con này quá. Con này vô bước vô đây là bị đập liền, ăn đập liền. Bước vô nhà là tao đó tao đập. Lên bờ xuống ruộng. Quành xe vô trong nhà. 1 2. Quành xe lại bước vô trong nhà. Không được chạy ra đau đường như vậy. Quá nguy hiểm. Đường này hay mẹ chỉ ngón tay mẹ đường này rõ ràng nha, đừng có xạo nha. Quành xe lại, bây giờ có đi chơi với mẹ không? Đi, quành xe lại về nhà. Nhà mình đường nào? Con đừng có nói với mẹ là con không biết đường về nhà, con đừng có xạo. Rồi. Ba lái, xúc lôi. Bẻ lái, vòng qua bên kia. Đúng rồi, đạp thẳng. Mà trợn không? Mà trợn dễ sợ. Rồi, đi thẳng luôn, quẹo bên kia luôn. Thẳng. Không, bây giờ nó làm bộ, nó không biết đường, tôi chỉ nó về nhà. Con này là chắc đập đó nè. Hả? Đi về tới nhà đi rồi mẹ lấy xe mẹ chở con đi đường đó. Ok. Ok rồi con về tới nhà đi rồi mẹ lấy remote mẹ chở con đi. Ok. Ok rồi đi về. Về mẹ cho cục kẹo. Kẹo lollipop. Lấy không? Lấy kẹo lollipop không? Ok đi về lấy lollipop đi. Về lấy kẹo mà có cục kẹo bự lắm. Mẹ lên. Uống ăn thì cái chứ. Ai coi chừng đụng xe người ta kìa. Range Rover coi chừng đụng. Rồi đi thẳng đi rồi mẹ lấy. Nó ra tới đây chứ làm biến lái xe về. Con được đời. Tôi mệt cái con này ghê luôn á. Thái chị đi. Ngồi đấy. Làm sao hả? Chừng nào khát nước uống nước nha. Chay đang đi học gymnastics nè cô chú nè. Còn 10 phút nữa là vô. How we fit here. Làm sao? Làm gì ạ? Làm gì trời? Trời, mày đặt lại nói chuyện với người ta đã được rồi, lại làm quen đó. Có cái ai nói chuyện với mình không á? Lại nói chuyện đó. Thank you. Lại nói chuyện á, có cái ai nói chuyện với mình không á? Rồi không ai nói chuyện hết, buồn quá, rủ rượi. Hả? What hat? You have a peachy mask. Yeah, đúng không? No, it's not a hat. Oh, it's not a hat. It's a mask. Uh-huh. Tại vì anh thấy bé kia nó đeo đội cái nón của con khủng long á, cái nó hỏi mẹ coi nhà con có cái nón gì. Ngọc nói con có cái nón của peachy mask. Nó nói đó, cái đó đâu phải cái nón. Ngọc nói ừ đúng rồi, cái đó là cái mặt nạ chứ không phải cái nón. Đâu rồi, anh chay nó mất tiêu rồi. Đó, trong đám nó không thấy nó đâu luôn rồi cô chú. À, kìa nó đây kìa. Được đời không?
Lady, open your water. Open your water. 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 Open it. Open it. And put it up here. Con này lì ghê á. Rồi, ngay rồi vô đây để quay chay chút xíu cho cô chú con nha. Đó, giờ vô là nôi là mỗi đứa là lấy cái trái tim ngồi lên. Cái bà nó có nằm được đền. Trời ơi, không ngồi, không chịu, chưa chịu ngồi đó nữa. Quá trời, lúc này quá trời học sinh rồi. Ok. Rồi, động tác đầu tiên sẽ stretch. Có nghĩa là coi cái gì đó làm giãn gân cốt. À, không chịu à. Đi ngồi nhìn người ta. Rồi hồi nãy cô chú nó đu lên cái dây cho nó đu nguyên như một cái chuyện dẫn chơi luôn á cho cô chú. Nãy đu lên cái kia kìa. Rồi coi coi nè, là tới đâu rồi, làm tới gì rồi. Hồi nãy nó nói mẹ, mẹ, mẹ chở con vô đây rồi mẹ ở với con lâu lâu một chút được không mẹ? Nói vậy á. Trời, có mặt rồi, có mặt rồi cô chú kìa. Có mặt kìa. Nhưng mà không đối diện cô giáo mà đối diện bạn được đời. Trời ơi, coi bằng mặt kìa. Nhìn xéo nữa, khổ thiệt. Nhìn cái gì mà nó nhìn dữ. Coi coi nè, là tới đâu rồi, làm tới gì rồi. Hồi nãy nó nói mẹ, mẹ, mẹ chở con vô đây rồi mẹ ở với con lâu lâu một chút được không mẹ? Nói vậy á. Trời ơi, có mặt rồi, có mặt rồi cô chú kìa. Có mặt kìa. Nhưng mà không đối diện cô giáo mà đối diện bạn được đời. Trời ơi, coi bằng mặt kìa. Nhìn xéo nữa, khổ thiệt. Nhìn cái gì mà nó nhìn dữ. Học sinh đi trễ quá, lớp chưa bắt đầu được. Có mặt à. Có, à, cái lớp này bữa nay có bạn trai nữa, giờ nhìn mới thấy nè. Lớp này là từ 3 tuổi tới 5 tuổi. Mặt à. Trời ơi, cái bạn đó hả, mấy cái miếng kia bạn đó không chịu, bạn đó rồi cái miếng là phải cái hình của cái bánh mới chịu. Rồi đó, thật 2, 4, 6, 7 đứa. 7 đứa với cô giáo nè, 8. Rồi, ngồi, trụng mà bẹt cái háng ra kìa, có được đời không? Chị đó chướng, không chịu ngồi ngay chỗ kia. Rồi là trời ơi, coi 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 kìa. Vận động viên không cô chú, lấy hai chân rồi kéo giãn ra giống vận động viên chưa. Trời ơi, cái tay nè. Nói nè thôi. Thêm ý kiến nữa. Ừ. Bởi vì nó nói tiếng Anh không lấy sao được. Trời ơi, bẻ ra kìa, trời ơi, bẻ dữ lắm. Dẻo quá trời dẻo luôn. Không? Trời ơi, con nó nằm dẻo ghê cho cô chú. Quá dẻo à. Trời trời trời, nằm xuống luôn.
Rồi một Phật. Một Phật kiếm một Phật. Ừ, hai bạn này đi trễ. Wow, nhiều ta. Nhiều quá à. 10 được 10 đứa. Tay ngọc quá trời thấy hái chì đi. Trời ơi, thấy mẹ đứng quẩy tay chồng. Yeah, is that hurt? Trời. Có trở không? No. Yeah.